Chào ông nội nha. Chào con gái. Chào thím nha. Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em trong buổi chiều tối hôm nay. Hiện tại là em đang ở Bánh Xèo Nhí nha ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Dạ, bây giờ là thứ năm, hôm nay thứ năm là ngày 19:05 nè. Dạ. Ồ, bữa nay khách đông. Khách đang ngồi full bàn, bà nội đem bàn ra ngoài. Thời gian bán của Bánh Xèo Nhí ông bà cô chú là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo chúng ta đó là 30k. Chào ông bà cô chú một cái đi con. Rồi ông bà trong nước và ngoài nước chào con gái nha. Dạ. Vô luôn em ơi. Để xe bên ngoài đây anh coi cho. Khóa cổ nha, nhớ khóa cổ luôn nha. Rồi. Dạ đây, nhiều ông bà nói là cái địa chỉ, bởi vì trong quá trình em quay á là em cũng đọc hoài cái địa chỉ hả. Đây, địa chỉ nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ. Rồi, số điện thoại của các con nè. Số điện thoại của Bánh Xèo Nhí. Hiện tại là hôm nay khách rất là đông. Chép ghế. Ông bà cô chú đang ngồi ở trong á. Có bàn ở trong đó anh chị. Khóa cổ xe chưa? Rồi. Cơm chưa con gái? Chưa hả? Chưa, thì chập mình ăn bánh xèo. Nhà mình bán bánh xèo mà. Ông bà cô chú anh chị và các bạn nhé, thèm bánh xèo ghé ủng hộ các con nha. Dạ. Đâu nội? À đó hả nội? Nước ngoài hả? Dạ. Bữa nay con gái bữa cô ba bận đồ đen. Tông sạc tông. Tông sạc tông. À các ông bà cô chú từ nước ngoài về ghé ủng hộ Bánh Xèo Nhí. Dạ. Ông nghe mới vừa nghe ông nội nói á. Ở ngoài nữa. Rồi. Bên đây bàn ở phía ngoài nữa, bữa nay là dọn bàn phía ngoài nữa nha. Dạ. Bà nội rồi chạy cuốn cuồng kìa. Không, này có hai chị gái trước còn thiếu một bánh. Đây nè, bỏ luôn đi cho nó đủ luôn đi. Đậu xanh ra, đậu xanh ra. Dạ, đây đậu xanh nha ông bà cô chú. À, nội luộc sao mấy đậu xanh nữa. Tôm. Bánh xèo Nhí đây. Nhí bánh xèo đây. Rồi ông nội nha, bác được rồi nha ông nội. Mắt mà nội, mắt mà nội. Dạ, cô bán nước như này nè, cô đâu có vui lắm á. Dạ, cô đâu vui lắm. Ồ, bà nội đang chạy cuốn cuồng kìa. Đem giá rồi đem nói chung là đem giá, đem đậu, đem thịt. Ngon quá đi, bánh xèo ngon quá đi. Nghe con gái nói không ông bà cô chú? Bánh xèo ngon quá đi. Ngon quá đi.
chồng luôn vợ ơi. Một bánh à? Đó. Địa chỉ chúng ta đó là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ, thời gian bán của bánh xèo nhí là từ ăn tại chỗ hả chị? Dạ. Chị để xe vô đây đi chị. Vô đi chị. Dạ. Từ từ xe ở sau nha. Dạ. Bên kia cũng full xe rồi. Dạ. Full chỗ để xe rồi. Rồi. À. Vô nhà đi chị, mời chị vô ạ. À. Dạ. Ở ngoài còn cái bàn trống nữa. Ai ngồi ở ngoài hả? Đem bánh xèo. Trong à trong nhà còn bàn trống hả? Trong nhà còn bàn trống ông bà cô chú ơi. Sao để mình đi sơ qua một xíu thôi đi. Mình thấy còn nghe cô nói là còn bàn trống. 1 2 3. À còn một bàn, còn một bàn. Dạ. À các cô chú đến ủng hộ bánh xèo nhí. Nghe là cô chú từ nước ngoài về hả? Dạ. À, nguyên gia đình luôn. Con xin chụp tấm hình nha. Dạ, rồi đây. À, dạ. Dạ rồi, con cảm ơn. Dạ. Đó. Dạ, rồi, cho liên hình đại diện luôn của video tối nay nha. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn. Rồi, chúc gia đình ăn ngon miệng. Dạ. Ông bà cô chú. Các cô chú từ nước ngoài về cũng như là khách đó, ngồi. Hiện tại ở trong đó là còn một bàn. Rồi anh đây nè. Chủ nhà. Sao con gái bữa nay có gì vui không con gái? Không. Không có gì vui hả? Bữa nay không có gì vui hả? Ôi ơi. Bữa nào chú Long tới là có cái gì nó vui vui thông báo cho ông bà của chú biết chứ. Cho vui chứ. Mấy bữa nay ông nội có ghẹo con gái nữa không? Không. Không à? Dạ không được. Đó, ông nội nói mới chiều có đi. Không thái mà sao gặp hoài. Đó. Con nghĩ chỗ bà có chỗ không phải mình chậm. 2, 4, 5 cái xe. Bên này là 2, 4, 5 cái xe. Mình giữ 5 cái xe, 10 cái xe nha. Thêm ba vô đổ luôn kìa. Đó. Cô ba đi, kêu cô ba đi cho nó. À, vô. Bánh xèo nhí rau rừng tươi ngon đây ông bà cô chú ơi. Rất là ngon, đặc biệt là cô bé nhí nè. Cực kỳ dễ thương. Ngày ăn 2 cái bánh xèo. Một tháng ăn 60 cái bánh xèo. Dạ. Ăn tại chỗ hả anh chị? Dạ mình chạy vô nhà. Ồ, hết chỗ hả nội không? Cặp vô đây luôn anh. Đó, cặp vô đây luôn cũng được. Dạ. Dạ. Hết bàn luôn hả Nhi? Hết cái bàn rồi. Hai bánh 40 công giá nhiều sao? Hết bàn luôn rồi. Hết bàn. Thấy trước hai cái ghế. Con mới thấy ai không? Ờ. Thấy cái bàn lên sao? Hồi nãy đứng lại thấy chú Hà là con có luyện cái bánh ra cho chú Hà chạy chơi. Hết bàn luôn rồi. Để xe là hết bàn luôn rồi. Đây em ơi. Sắp xếp cho em ơi. Bà nội ơi, bà nội. Bà nội ra đổ ông nội sắp xếp xe nè. À có người ra hả? Đang full.
đang full bàn. Ông nội có đó. Dạ. Dạ mời anh chị vô nhà hả? Đang vỡ trận cuốn cuồng đi rồi, mừng quá. À. Dạ. Hai bên kính ra là vui rồi. Ông nội dẹp bớt xe lại đó nội. Có chương trình. Dạ, ôi đó, con rải ra đó. Con rải ra nó rất là ngon luôn. Dạ. Đó, là rất là hấp dẫn. À, vậy hả, bên này có ăn bánh xèo tặng nước ngọt đó hả? Dạ. Dạ, vậy. Chú Hiếu hả? Chú Hiếu hả? Chú Hiếu là bên Mỹ hả nội? À, chú Hiếu bên Mỹ tặng 80 lon nước ngọt. May mắn. Hôm 2 ngày hay xong rồi. Vậy là mừng quá rồi. Vậy là ông bà cô chú tới ăn bánh xèo được phi nước ngọt. Dạ. Dạ. Sắp tới sẽ có nhiều chương trình nữa ha. Ăn bánh xèo tặng bánh xèo. Ăn 10 cái tặng cái. Ăn bánh xèo miễn phí. Miễn phí nước ngọt. Nước ngọt. Ăn bánh xèo miễn phí nụ cười. Được không? Ý tưởng mà. Ồ, ở đây mặc đồ tây ta. Dạ. Đúng rồi, mặc đồ thun hay mặc đồ tây? Đồ thun, đồ tây. Nhìn thấy lạ vậy. Hả? Hồi nãy nhìn không ra hả? Không ra luôn á. Trời ơi. Thoải mái lắm, bận đồ thoải mái lắm. Đồ nào cũng được á. Đừng bận quần sọt đi làm rồi được rồi. Công ty chú Long á thoải mái lắm, bận đồ rất là thoải mái. Chú tịch đi học bên Tây vậy mà. Nên là phong cách là đồ rất là, nói chung là rất là tiện lợi nhất, miễn là mình làm hiệu quả công việc của mình thôi, chứ không có phải là phải đồng phục rồi bỏ đồ vô trong, không có. Dạ. Thoải mái lắm. À. 50 không đồ chanh. Cô chú từ nước ngoài về kìa. Đó, gia đình cô chú từ nước ngoài về đó. Đó cô, dạ đó, đó đúng rồi. Dạ. Chắc chú Hà không có. Mùng 2 tới. Chú Hà, chú Long không có rồi, bữa mùng 2 Tết rồi. Dạ. Hello. Dạ, các cô chú từ nước ngoài về. Dạ, vô nhà luôn anh chị ơi. Cô nào nội? Dạ. Thứ bảy hả? Đúng rồi, con biết mà. Con biết mà, cô nói rồi. Cô nói hôm bữa trước khi ấy. Chị Dung. Cô Dung về Việt Nam, cô bên Úc, cô về Việt Nam. Đúng vậy. Nói chung là ngày 23 cô sẽ ghé thăm bạn con. Dạ. À. Thứ bảy là 23. Hồi bữa con có nói, bữa chú Long có nói con gái rồi chứ mà con không nhớ chứ. Chú ra bánh xèo này đãi đều gì hả? Thì đó, bảo mà đẹp, đãi đều đẹp. Nhưng mà rải hơi nhiều, rải hơi nhiều bà nội. Bà nội bán lũa đó nghe con. Rau rồi, nói chung là mặt bằng đồ tùm lum tùm lum mấy con. Rồi. Con gái chơi sọp quá. Rải dày luôn cái bánh xèo luôn. Dạ, nó giận chứ. Con gái nghe ông bà cô chú cũng có đập comment đó, em cũng có nói có dạng con á là rải cái bánh xèo mình rải cái đậu ra ngoài để cho nó đẹp. Thứ hai nữa là nó đều quá. Ông bà cô chú ăn. Dạ.
Nói chung là cũng cảm ơn rất nhiều ông bà, cô chú, anh chị và các bạn trong thời gian vừa qua luôn đồng hành cùng với Bến Xèo Nhí, cũng đồng hành cùng với mấy anh em. Địa chỉ chúng ta đó là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Chưa? Ừ. À, có bánh hấp dẫn không? Qua tới quay là ông nội bị sụp nụ. À. Nó ra. Qua bệnh đấy rồi. Bệnh, nhìn thấy là biết mà. Anh em Pepe chào Thím Nhi nha, cô Nhi nha. Mấy bữa nay anh like, anh chia sẻ rồi quá trời quá đất luôn á. Anh để cho ông bà cô chú biết đến Bến Xèo Nhí nhiều hơn á. Trời ơi, tuyệt vời. Hôm nào mà anh ghé anh em Bến Xèo đi nha. Anh ra mặt đi nha. Có khi ra rồi mà ra mặt rồi mà. Ồ, mấy cô chú ơi, nó trời quá hấp dẫn từ gôm gã luôn. Ồ, ông nội ra, ông nội vô trong á, sắp xếp được mở xe. Hôm nay với mốt là cuối tuần là có chương trình xèo. À, chủ nhật là ngày trai rồi. Sáu thứ bảy, ngày mai, ngày mốt. Chứ chủ nhật là ngày trai rồi. Ngày trai là đã có nước mía. Ngày trai có 100 ly nước mía. 100 ly nước mía. 200 cái bánh xèo chay. Rất. Hiện tại là thông tin là con gái là qua tuần chưa đi học lại nha, mà trong cuối tuần này bà nội về là lấy hồ sơ thủ tục giấy tờ đó. Lên á, là bà nội xin là khoảng 9-10 ngày rồi đó các con mới đi học. Khi hoàn tất giấy tờ. À dạ. Giấy Hà Nội. Ồ vậy là mừng quá trời rồi. Bây giờ là con các con chỉ có nhiệm vụ là đi học thôi. Là đủ rồi người. Đi học thôi. À. Trời ơi. Bảo hiểm thì đâu có bao nhiêu đâu. Bảo hiểm y tế rồi học đường cũng không bao nhiêu. Ở Việt Nam mình nữa. Ê, ở nước ngoài nhiều. Ở nước ngoài sợ nhiều chứ. Ông bà sợ nói luôn cô Thiên. Cô Thiên à. Vậy là xong rồi, bây giờ mình có nhiệm vụ là xách cặp đi học thôi. Đợt điểm 10 về thôi. Đúng không? Tiếp thu kiến thức thôi. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Nội hỏi thử là sách gì luôn cái nội. Dạ. Bữa nào trước khi con đi vô học á, nhưng mà sách á là cũng mua tại trường luôn nha, chứ mua ở ngoài không có đâu. Nó hay vậy đó, độc quyền đó. Hay vậy đó, mua ở ngoài lại tìm không ra, nhưng mà phải mua tại trường. Trường nào á thì mua trường đó. Dạ đó, đó là chủ nhật này á. Nội nội sẽ tranh thủ về quê để rút học bạ cũ á, của các con á, để lên nộp trên trường trên này, bởi vì chính quyền bên chỗ địa phương á, cũng giống như video trước em cũng có nói đó, là địa phương cũng hỗ trợ sớm để cho các con đi lên theo tinh thần á, là bà nội lên trên trường á, gặp cô á, thì cô nói là cho các con vô vẫn học lớp 5 là để cho các con là theo kịp cái kiến thức á, rồi xong rồi á là sang năm á là các con giống như là đỡ bỡ ngỡ hơn, bắt đầu vô bắt đầu bữa học. Dạ. À, ăn tại chỗ hả anh chị? Vô nhà luôn anh chị, còn cái để xe. Dạ. Ông đội đang nghiên cứu của dân cờ lỡ dở kìa. Đổ bánh xèo mà nghiên cứu dân cờ lỡ dở đó. Chiếu tướng rồi. Nói chung là tình thương của quý ông bà, cô chú, anh chị đến với các cháu á, thì mong là các cháu đi học á, thì nếu mà rảnh lúc nào thì sẽ phụ ông bà nội. Nhưng mà trên tinh thần là mong là ông bà, cô chú, anh chị và các bạn luôn yêu thương. Dù không có các cháu nữa thì ông bà, cô chú, anh chị và các bạn thèm bánh xèo, ghé ủng hộ ông bà nội cũng như là ủng hộ các cháu nha. Dạ. Chà, Hà Anh thì nghe nói là học buổi sáng, thì có thể là buổi chiều nhiều lúc các con phụ với ông bà nội
Còn Trâm Anh với Gia Kiệt thì nghe là học buổi chiều. Cái vấn đề đưa rước cũng mệt cái nghe nội. Sát bên hả? Sát bên Hà Nội. Ở trường Sơn Lâm nè. À, có trường đây phải không? Cái hẻm này nè. À, vậy là gần đây, cái trường đây thì đi bộ. Rồi, cảm ơn cô chú luôn nha. Nguyên đại gia đình nè. Dạ quá trời vui, chứ, vui rồi. Dạ. Bánh xèo trái nội ơi. Dạ các ông bà cô chú ở nước ngoài về ngày trước lúc Tết á là cũng đã có ghé rồi. Ở bên Mỹ ông giới thiệu đây Việt Nam mới biết bên đây. Dạ, ủa vậy hả hai chú? Ông coi YouTube ông mới giới thiệu ở đây con cháu đây mới biết bên đây. Dạ, dạ là chú cho cô với chú phải không? Cô với chú ở bên Mỹ. Dạ. Rồi chú cho con hỏi thăm chiếu là cô với chú về Tết rồi mà bao giờ qua lại? Để coi tuần tới là đi Nhật chơi. Dạ. Rồi tới về đây thì 6 tây tháng 4 đi về. Dạ là về lại bên Mỹ. Dạ. Với lại nữa là cô chú là ăn bánh xèo của các con thì cảm giác như thế nào? Luôn. Dạ. Tại vì ở bển lúc nào cũng coi cái YouTube này hết. Dạ. Dạ. Thích bánh nhỏ lắm. Dạ. Dạ cô. Đây là ông YouTube lên bài nào biết không? Dạ con là dạ con cuộc sống Sài Gòn TV đây là anh Hà cuộc sống này quá ấm thực. Bây giờ trong một hai anh đó có ông nào làm cái birthday cho mấy cháu rồi cho đứa nào có mắt không? Dạ. Có con cháu nào thì sắp sửa coi đi phải không? Dạ có Trâm Anh chuẩn bị là ngày 30 đây là dạ là sinh nhật của con. Sinh nhật. Dạ là nhỏ. Dạ là bé em của bé Hà. Bé Út á. Dạ. Trâm Anh sắp sửa tới sinh nhật á. Dạ. Chị này cũng bé Út vậy nãy. Dạ. Nhắc chưa bé thì chờ. Không, cái này này còn tụi con không lấy, nội cứ đưa, các chú cứ đưa cho ông bà nội đi. Dạ, để cho ông bà nội có nhiều cái để cho nó tổ chức cho các con dễ hơn. Rồi. Kêu Trâm Anh cảm ơn ông bà. Dạ. Dạ. À. Dạ, đây nó quá tuyệt vời. Chị này em đốt vậy nè. Dạ, là chị bên Úc hả chị? Ở bên cũng ăn kìa luôn đó. Dạ. Còn anh bên nào? Như gặp anh rồi, gặp rồi. Bữa gặp. Bữa tối, bữa gặp. Về đó, về. Dạ, dạ. À, đúng rồi. Anh ở Việt Nam. Dạ, anh ở Việt Nam. Chú ở bên Lào mà. Dạ. Con ở Quảng Ngãi con vô. Dịch lâu lâu à. Dạ. Thôi vậy là con cũng cảm ơn chú. Chúc cô với chú về Việt Nam có những cái khám phá cũng như là thăm quê hương nhiều kỷ niệm của mình. Dạ. Dạ. Đi Phú Quốc chưa? Phú Quốc Hà Lan rồi chưa? Chú đi từ Bắc tới Nam luôn á. Đi hết hả? Dạ. Hà Giang rồi hả? Rồi tình luôn. Mùa này thì đi đâu ngon ta, ở Việt Nam mình mùa này đi đâu ngon, nóng quá à. Nóng quá. Biển á, chỉ đi biển Nha Trang rồi Phú Quốc rồi. Mùa hợp đi Sapa cũng đẹp. Dạ, Sapa cũng đẹp. Dạ, rồi. Vậy là con cảm ơn cô với chú nha. Dạ, dạ, con cảm ơn. Dạ. 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 Rồi, cảm ơn các cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Dạ, bye. Ôi, quá. Đi Nhật, ông chuẩn bị đi Nhật chơi rồi sao nữa về Việt Nam sao rồi bước qua lại Mỹ. Cô chú. Đó, ông đi xe ô tô để trong gỡ trong á. Nãy mình nhìn thấy chiếc xe mình. Hả? Con mất xương hả? Đâu? Con dễ xương đâu? Hồi hôm qua nhậu xong cái rồi thím có ấy đúng không? Mà che mắt chú Long với chú Hà không thấy đúng không? Nữa. Hả? Bình thường mà. Xương không ta? Không, bình thường. Mới bị quánh á. Hồi nãy. Báo tay thím thương như vậy. Ghé một lần nữa. Dạ. Tức là ông đi Nhật
đi Nhật chơi xong rồi du lịch Nhật xong rồi mới về Việt Nam rồi mới qua lại Mỹ. Con xe Việt Nam đi khắp thế giới luôn nha. Dạ. Thấy chưa, ông bà theo dõi từng clip luôn á, biết sinh nhật Hà Anh, Trâm Anh chuẩn bị có cháu tới nữa. Bởi vậy là mình phải chỉnh nha, video không có cắt nha các bạn. Dạ. Tụi em quay chân thật lắm, có gì là quay nấy à, không có cắt cúng hay cắt. Bởi vì còn cắt nó dễ lắm, nhưng mà tụi em nói chung là thứ nhất á là không có thời gian. Thứ hai á là để cái video nó chân thật. Nhiều lúc có đoạn giống như hôm bữa cái đoạn Trâm Anh đổ cái bánh xèo mà nó hơi bị quá, rồi Trâm Anh kêu chú Long về với chú Hà về cắt đi nha, rốt cuộc chú Long chú Hà đang luôn ảnh vô anh dặn chú Long chú Hà đó, dặn vui thôi nha chứ không phải là dặn gì, dặn xong rồi là khoảng dặn được cân xíu à. Nên ông bà cô chú cứ vui vẻ nha. Sao các bạn vui gì, các bạn tối nay nhậu món gì không, món gì đúng không, quán chỗ nào đúng không? Ốc bươu xào tỏi, ốc hương xào bơ mắc không? Ốc bươu có giữ, ốc hương mát hơn. Còn không ăn gì? Thì ốc hương ăn, ốc hương mà. Dạ. Còn ngư nướng bở, nướng gì à? Ốc hương mai, ốc hương mai. Đó, thì ngày hôm qua bị khai. Ốc mà chú Phương biết luôn á. Đi à, đi à. Ốc TV đúng không? Chú Phương nó đúng, bình thường chú Phương nó là gần nhà chú Phương luôn. Đi ăn ốc mà bị chủ quán ốc comment. Biết sao ở đây có bánh ốc bánh da cho ông bà cô chú kìa. Ủa nhờ quán nó tên gì? Kim Me. À, ở dưới Gò Vấp luôn hả? Nó thực tế là kêu Gò Vấp chứ đi qua cái cầu Quang Trung rồi tới Gò Vấp đó. Nguyễn Văn Khối nè, rồi Lơ Văn Thọ nè. Là cái đường đó ông đi luồn ra hồi xưa nó là đường tốt nhất ở dưới. Dạ. Nằm ở giữa Lê Thọ. Bây giờ dưới đó là Lê Đức Thọ. Có hai đường nha, đường Lê Đức Thọ, đường Lê Văn Thọ luôn. Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ. Ừ. Lê Văn Thọ là vui làm qua mình. Lê Đức Thọ là hồi xưa nó là đường tốt nhất. Dạ. Đó, đường dài lắm. Dài, đường đó. Lê Đức Thọ là nhà ngoại giao xuất sắc Việt Nam á, bạn giải Nobel nào thì nhận á. Giải Nobel cùng với Kissinger. Dạ. Nhưng mà trao cho hai ông luôn. Nhưng vẫn trao chứ, người ta vẫn trao chứ. Ông nhận mà. Ông không nhận luôn. Bởi vì ông nói là cái thời kỳ một cái là của trao cho ông kia là của Mỹ. Của Việt Nam mà đang bàn về cái vụ mà cái gì ngày xưa à? Xong rồi là ông nhận mà nói là đưa tự nhiên Nobel, giải Nobel huynh luôn. Dạ, qua chơi mình. Thường cô ba với con gái hay thì thầm lắm, nói là hôm bữa là mình nhậu của chỗ nào đó, hồi nãy mình mới nghe sơ sơ đó, hôm bữa mình nhậu chỗ nào bị chủ quán comment, thì bây giờ mình tìm cái quán nào mà kín kín hơn xíu. Vô quán VIP á, vô cái phòng VIP á. Phòng luôn, đóng cửa lại, hai con cháu mình thôi. Vô uống nước ngọt thôi nha, đừng uống bia nha. Dạ. Rớt cái gì trên đầu này? Lá mè trên này nè. Lá mè bay. Bữa nào con qua bên đây con bẻ lá mè con về, con nấu canh. Hai con nó về. Đang ăn kiếm chuyện biết. Vui vẻ tí nha. Vui vẻ tí nha ông bà cô chú, không có gì nha. Sợ nhiều ông bà cô chú mới vừa xem clip á, mới xem lần đầu tiên xem clip á. Dạ, ăn bánh xèo đi anh. Trời ơi, kêu quá mà. Bánh xèo kìa. Bánh xèo. Dạ, một cái mang về.
cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại bà cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em. Địa chỉ chúng ta đó là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chiến Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ. Thời gian bán là từ 13 giờ cho đến 22 giờ. Giá bánh xèo của chúng ta đó là 30k.